có một con thủy yêu xinh đẹp, khắp cơ thể nó đều là ngọc ngà châu báu. Nếu ai có được nó, thì sẽ có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Châu báu khắp người nó, dẫn dụ vô số kẻ tham lam, nhưng những kẻ này đều có đi không về. Bởi vì một khi thủy yêu cất tiếng hát, người nghe thấy tiếng hát của nó đều sẽ bị mê hoặc, từ đó tàn sát lẫn nhau. Vào một ngày nọ, một đám binh lính đi ngang qua nơi này. Trong lúc họ đang dừng chân nghỉ ngơi, một tên lính phát hiện ra có một thứ lấp lánh dưới lòng sông. Nó nhặt lên xem thử, không ngờ lại là một thỏi vàng. Hắn cắn thử xem có phải vàng thật hay không, nhưng không hề hay biết cảnh tượng này đã bị thủy yêu dưới nước nhìn thấy. Thủy yêu phát hiện con người đang đến gần, bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Một tiếng hét vang lên, thủy yêu cũng bắt đầu điệu múa yểu điệu dưới nước. Toàn bộ binh lính đều bị châu báu khắp người nó dụ hoặc. Thủy yêu lại hét lên lần nữa, các binh sĩ bắt đầu choáng váng đầu óc, bất giác chạy về hướng lòng sông. Bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau, hoang mang chạy về phía thủy yêu. Nhưng cuối cùng tất cả binh lính đều chìm xuống đáy sông, nước sông lập tức bị nhiễm thành màu đỏ. Lúc này thủy yêu mới nhận ra còn có một tên lính chưa bị giết. Thì ra tiếng hét của thủy yêu có tác dụng mê hoặc tâm trí, nhưng người lính này không hề bị tiếng hét của nó mê hoặc. Tiếp đó thủy yêu bắt đầu điên cuồng gào thét cho đến khi nó hét sách cả họng. Người lính vẫn không bị mê hoặc, thì ra là vì người lính này là một người câm điếc. Thủy yêu còn tưởng rằng tiếng hét của mình có vấn đề, thế là nó từ từ chìm xuống nước. Nó nghi hoặc nhìn người đàn ông, đột nhiên dấy lên cảm giác hứng thú vô cùng. Người đàn ông cũng bị cảnh tượng quái dị này dọa chạy mất. Tối đến lúc người đàn ông đang nghỉ ngơi, thủy yêu đến bên cạnh anh ta, kỹ lưỡng quan sát anh ta. Thủy yêu cũng dần dần nảy sinh hảo cảm với anh ta, và cứ thế nó gác một chân lên trên thân người đàn ông, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến hôm sau, người đàn ông thức dậy, đập vào trong mắt là một đống vàng bạc châu báu. Thủy yêu vội vàng ngồi dậy chạy về hướng dòng sông. Người đàn ông níu cô lại, mảnh vàng sắc nhọn cứa rách tay anh ta. Người đàn ông nhìn mảnh vàng, đột nhiên nảy lên hứng thú với thủy yêu, thế là anh ta vội đuổi theo. Thủy yêu trốn chạy dưới nước, người đàn ông đuổi theo trên bờ. Bọn họ chạy đến trước một thác nước, người đàn ông rút vũ khí ra cắm xuống tảng đá rồi từ từ xuống nước. Thủy yêu thấy người đàn ông không có ác ý, thế là cũng bắt đầu đi về phía người đàn ông. Thủy yêu đến bên cạnh người đàn ông, nhảy điệu múa dụ hoặc, nhưng lại không hề phát hiện người đàn ông vẫn luôn gỡ lấy vàng trên người nó. Thủy yêu cũng dần dần nảy sinh tình cảm với anh ta, nhưng người đàn ông nhìn châu báu khắp người cô ta, không tài nào kìm nén dục vọng trong lòng được nữa. Anh ta kéo thủy yêu ấn lên trên tảng đá, dứt khoát lấy đầu đập chết thủy yêu. Sau đó anh ta liên tục gỡ hết vàng bạc trên người thủy yêu xuống. Sau khi gỡ hết vàng bạc trên người thủy yêu, anh ta ném nó xuống lòng sông. Mà người đàn ông lúc này vác một bao vàng lên vai, chuẩn bị rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng anh ta đã đi rất lâu, vẫn cứ mãi loay hoay bên bờ sông. Đúng lúc này bên bờ sông đột nhiên phun ra một chất lỏng màu đỏ. Người đàn ông đến bên sông, tính uống chút nước rồi đi tiếp, nhưng lại nhận ra nước sông có vị lạ. Anh ta ngẩng đầu lên mới phát hiện ra chất lỏng màu đỏ sớm đã tràn lan khắp dòng sông. Thính giác của anh ta cũng được nước sông khôi phục lại. Anh ta nghe thấy tiếng nước chảy thì không biết phải làm sao, bởi vì đó là âm thanh anh ta chưa bao giờ nghe được. Người đàn ông cũng bắt đầu nổi điên, hóa ra là chất lỏng màu đỏ này có tác dụng chữa lành vết thương. Mà thủy yêu bên kia cũng được nước sông cứu sống. Thủy yêu tỉnh lại phát hiện toàn thân mình đã trần trụi không còn gì. Nhìn thân hình xấu xí của mình, nó đã sụp đổ. Nó hướng về phía người đàn ông gào thét, dùng âm thanh của mình dụ hoặc người đàn ông. Mà lần này người đàn ông đã được khôi phục thính giác, bị thủy yêu khống chế. Người đàn ông trở nên vô cùng đau đớn. Thủy yêu liều mạng gào thét, người đàn ông cũng trở nên giống như những kẻ xâm phạm lúc trước vậy, không tự chủ được mà lao về phía thủy yêu. Anh ta không ngừng nhảy múa giữa lòng sông. Cuối cùng dần dần chìm xuống đáy sông, thủy yêu đã báo được thù, người đàn ông cũng đã chịu quả báo thích đáng. Dưới lòng sông cũng chất đầy xác của những kẻ tham lam, mà châu báu ngọc ngà trên người thủy yêu cũng không phải sinh ra là đã có, mà là được gom lại từ trên người của những kẻ đến xâm phạm.